Jackie Bông xin kính chào quý vị. Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trong đầu tuần tháng 12 dời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói là không còn điều giải hòa bình nữa. Vì thế, khắp thế giới Ả Rập và nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas cũng như cả ngàn người Palestine xuống đường biểu tình phản đối trong ngày thịnh hội. Binh sĩ Israel bắn chết hai người Palestine cùng cả trăm người bị thương. Cử tri nên nhắc lại lịch sử bên Trung Đông này. Jerusalem là thủ phủ của đất thánh dưới thời kỳ thống trị của người Hồi giáo từ ngàn năm trước công nguyên. Nhưng theo truyền thuyết Do Thái, vua David đã chinh phục thành phố này và Jerusalem được coi là thành phố linh thiêng nhất của Do Thái giáo. Vì thế, trong năm 1948, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 242 quản lý Jerusalem và công nhận phần phía Tây của Jerusalem là thành phố của Israel do người Do Thái chủ quyền, còn phía Đông là thành phố do Jordan quản lý để người Palestine chủ quyền. Palestine xem lãnh thổ của Jerusalem trực thuộc nhà nước Palestine với sự yểm trợ của Nga, Trung Cộng và các nước Ả Rập, trong khi Israel xem Jerusalem chỉ trực thuộc nhà nước Israel với sự yểm trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Vì thế, chiến tranh giữa hai bên xảy ra và trong 6 ngày năm 1967, Israel chiến thắng và mở rộng thẩm quyền và điều hành luôn phía đông Jerusalem của người Palestine. Xung đột tiếp tục xảy ra giữa hai bên và các nỗ lực nhằm giải quyết được ký kết với Ai Cập và Jordan. Nhưng đến nay cũng không đạt được kết quả hòa bình. Năm 1980, cộng đồng quốc tế không công nhận toàn thủ đô Jerusalem thuộc quyền sở hữu của Israel nên chuyển các tòa đại sứ của họ qua Tel Aviv. Nhưng trong năm 1995, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem, tuy cho đến nay chưa thực hiện được sự việc này. Năm 2010, Israel thông qua luật ưu tiên xây cất hạ tầng cơ sở, thiết lập biên giới thành phố mới, cai trị khu phố Hồi giáo bên phần đất phía đông mà dân Palestine đang sinh sống. Nay, Tổng thống Trump lấy quyết định thực hiện đạo luật năm 1995 của Quốc hội Hoa Kỳ dời tòa đại sứ đến Jerusalem, tức đương nhiên công nhận Israel làm toàn chủ quyền thủ đô này. Các quốc gia bên Âu Châu cho là Tổng thống Trump đảo ngược chính sách của Liên Hiệp Quốc từ năm 1948, chia đôi Israel và Palestine để hai nước, một bên phía Đông và một bên phía Tây, sống chung hòa bình. Ngày 11 tháng 12, Ngoại trưởng Thụy Điển trong Liên Hiệp Âu Châu Margot Wallström khẳng định không ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Trump và sẽ không có quốc gia nào theo bước Mỹ dời đại sứ quán của họ đến Jerusalem. Còn Ngoại trưởng Czech cũng tuyên bố rằng không thể xoa dịu căng thẳng vì một giải pháp đơn phương. Chúng ta phải bàn về nhà nước Israel song song với nhà nước Palestine. Cử tri chúng ta nghĩ sao về việc này? Jackie Bông xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.